nhớ cái ngày gặp đầu tiên không? Cái ngày gặp đầu tiên là ngày 28 tháng 5 2015. Vào cái ngày 28 tháng 5 2015 thì ảnh chạy về hẹn gặp em. Nhớ cái ngày đó. Lúc đó thì có ấn tượng gì với ảnh không? Ấn tượng với ảnh hả? Giờ thì mình đang ở nhà cô dâu. Theo lịch trình thì sẽ quay nhà chú rể trước. Nhưng mà chú rể nhảy nhậu xỉn ngủ mất tiêu rồi. Nên mình chạy qua cô dâu, mình chiến bên cô dâu luôn. Đó, đây là cổng chào, ổ lộn cổng của cô dâu. Không, mình nhìn đẹp chứ bộ. Đẹp mà. Thấy bên chú rể mình phải. Tôi phải mấy cái nón lá này nè. Đó. Còn tình hình gì thì mình sẽ cập nhật cho mọi người sau. Hôm nay lịch quay cưới ở Long An ha. Ai quay cưới thì liên hệ tôi. Rồi khoảng bao lâu thì hai người mới tỏ tình với nhau? Không có tỏ tình luôn. Tới bây giờ ảnh vẫn chưa tỏ tình với em luôn. Nhưng mà tại vì lúc mới quen nhau thời gian thì mình đã nói là cái lời tỏ tình cũng là cái lời cầu hôn, cho nên là tới bây giờ mình vẫn chưa tỏ tình. Lúc mà đám hỏi thì đã có cầu hôn rồi, lúc mà trao chiếc nhẫn cưới ngày đầu tiên thì đã có cầu hôn một cách rất là gọi là đơn giản thôi. Lúc mà trao nhẫn cưới thì nói là anh thực hiện đúng cái lời hứa. Em nói với ảnh rất nhiều lần, tại vì cái tính ảnh thì hay ga lăng, hay giúp người, nhưng mà có những cái giúp không có đúng chỗ. Rồi dần sau này, vài năm sau này thì ảnh mới bắt đầu thay đổi từ từ. Không có tìm được cái điểm tốt thứ hai của bạn, chỉ có một cái điểm duy nhất là mình gọi là tốt thôi, mà không biết cái đó nó có tốt hay không. Là vợ mình rất là thương mình. Đó, em cứ làm thôi mà. Cái đợt đó là giống như đi lên nhà ngoại, cái phát hiện ra là cái tổ ong không lấy được. Xong cái ba đứa đi uống cà phê. Thật sự giống như hồi nãy mới kể là còn là kỷ niệm buồn nhiều hơn kỷ niệm vui. Nhưng mà thật sự hai đứa mình mấy năm chưa chia tay hết. Nói liền, em tức là em nói liền. Nhiều khi em nghĩ là chia tay đi. Nhưng mà chưa bao giờ mà hai đứa nói ra cái từ đó. Thật sự tới bây giờ nó thích là không thích. Tại như lúc đầu mình cũng nói là mình không có giọng, không có điểm gì để mình thích. Nhưng mà nhắn tin lâu ngày về tháng, cái tình cảm tự nhiên sinh sâu. Vợ mình là cái người con gái đầu tiên trong cuộc đời mình mà mình có cảm giác không thích mà mình muốn cưới làm vợ. Thương, thích với thương với mình là nó hai nghĩa khác nhau.
rồi kệ mẹ tôi. Gì ăn bên nhà gái hả? Ừ. Bà muốn bay không? Bà anh đi anh đi về chơi. Cái gì ông nội? Đó mang flycam giờ trời mưa kìa.